Cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Nguyễn Thiên Ngọc quê Long An để mở rộng điều tra về hành vi cướp tài sản. Trước đó, tối ngày 2 tháng 5, tại cửa hàng điện thoại ở xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, một nhân viên nữ đang thống kê tiền giao dịch trong ngày để chuẩn bị đóng cửa. Bất ngờ, Ngọc đi vào, xịt hơi cay vào mặt nhân viên này, khiến chị choáng váng bỏ chạy. Ngọc nhanh chóng cướp lấy số tiền hơn 200 triệu đồng. Khi Ngọc ôm tiền tháo chạy ra ngoài, thì bảo vệ cửa hàng phát hiện truy hô, cùng người dân xung quanh khống chế, bắt giữ Ngọc giao cho cơ quan công an.